Tin vui vậy ơi, tin vui nha. Ngày hôm nay á, bất ngờ có hai nhân vật khá là bí ẩn lại nhà của chị Hà để tìm gặp mẹ và các con của chị Hà để chia sẻ về những cái câu chuyện của chị Hà, và thậm chí là hỏi những lời quan tâm và động viên đến gia đình. Nhưng những cái thông tin mà chị này sắp chia sẻ nó càng hấp dẫn hơn, mà liên quan đến cái vấn đề của chị Hà và anh Tấn, thì em cũng không làm mất nhiều thời gian quý vị. Em xin mời cô dì chú bác anh chị em mình cùng nghe nghe quý vị. Cà Mau lên, con tên Bảnh. Nhà con thì ở phường 7, tại chỗ phường 7 khóm 7 thành phố Cà Mau. Vì con nghe câu chuyện này suốt, từ cái con cũng có cái sự nằm mơ. Nói chung là con nằm mơ là thật sự đó, con nằm mơ là con thấy, như không biết công việc đó thì ra sao, nhưng con nằm mơ thấy Hà về kêu con. Thì con không có biết chữ, con không hỏi có biết lướt hai bút. Khoan rồi, tắt đi vậy. Con không biết lướt hay bút, nhưng mà nghe Hà gì kêu quan, nghe Hà nói là chết quan á, là Hà chết đó, là không phải là tự mà chết. Thì gia đình của con đến đây con thăm, trước tiên là thăm bác, sau nữa thăm em, tại vì em nhỏ tuổi hơn con. Thì con thăm em, thì con đến đây con thăm bác, đó là bác cũng như cha mẹ trong nhà. Con chia sẻ đây là lên đây cho gia đình của Tấn biết luôn, cũng như là nửa chia sẻ ra là Tấn cũng phải nghe rồi. Thì Tấn hiểu nỗi lòng của gia đình người ta đã khổ như vậy. Thì con lên đến đây con nói là Tấn có chuyện gì thì Tấn đi ra đầu thú mau mau đi, chứ không có để trốn tránh trách nhiệm được. Là Hà về kêu ba đêm liền là kêu con phải lên tận tới đây đó, kêu con nè. Nhưng mà con định là con không đi, nhưng mà con phải đi. Tại vì người đã chết rồi mà người ta, mình từ tận Cà Mau người ta, chứ người này đâu có biết mặt mày đâu. Thì cho nên con phải đi một lần cho biết. Đó là gia đình của Tấn với 10 năm gì đó con không biết, hai người đàn bà với người đàn ông là ba người. Nha, là ba người đó, là với Tấn luôn là bốn người, mà giết, trong khi giết vậy mà còn thủ tiêu vậy là mang cái tội. Thì thôi con đến đây con thăm viếng gia đình đó, là con trước tiên thì con cầu chúc mẹ được nhiều sức khỏe nha. Cũng như con chia sẻ buồn với mẹ là con lên đây con gửi một cái clip này cho Tấn với và dì 10, dì 5 và với cậu gì của Tấn đó, con không biết, thì con kêu bằng cậu đi. Thì con gửi cái clip này, Tấn hiểu nỗi lòng của con. Từ Cà Mau con lên đây lặn lội rất là cực khổ, 200-300 cây số lận á mẹ. Ha, nhưng mà con lên đây con nói rõ ràng sự thật sự tình á, mình làm sai thì mình phải sửa sai, quay đầu vào bờ rồi và mẹ quay đầu vào bờ đặng cho nhà nước người ta phan hồng Tấn, đặng quay về nuôi con. Chứ người ta cũng không có nở lòng nào giết đâu, tại vì vợ đã chết rồi, còn chồng lại thì chồng đã gây cái vụ này thì mình phải đứng ra tự thú, vậy là mới phải là làm người nghe mẹ. Con chia sẻ là vậy, như con có sao là con nói vậy, con không bao giờ nói quan hoặc là nói ức cho Tấn làm gì. Câu chuyện này là Tấn tự Tấn gây ra không à, chứ không ai xúi biểu Tấn hết, tự gây ra. Mà gia đình của Tấn giúp tay vô như vậy còn mang cái tội thêm nữa. Cái gì gì 10 hay gì 5 gì đó thì kêu cháu đi ra đầu thú đi, mấy dì còn nhẹ tội, mà mấy dì còn giấu giếm hoài nữa ha. Là con là tên Bảnh à, tại tận gốc Cà Mau con không có giấu giếm, nhưng con bước chân lên tới đây thì con thăm mẹ đó, là con nói hết cái sự tình ra trong lòng của con. Có sao là con nói vậy, con không chịu nói oan ức về ai mà không binh bỏ ai hết. Cô Hà chết cái kiểu này là chết rất là chết oan, chứ chưa có tới tuổi người ta chết mà người ta rất là chết oan mà. Tại vì chồng giết mà tại sao không ra đầu thú mà quanh co chối cãi cho công an phường người ta, hoặc là cho địa phương hay khóm này kia, rồi công an đi vất vả cực khổ tội nghiệp. Rồi nói chung trước tiên là cũng tội nghiệp mấy người YouTube này. Không phải là người ta quay mà người ta để làm cái gì mình. Người ta tìm ra công lý, công bằng, công lẽ để cho chị Hà. Con nói cho mẹ nghe vậy đó. Sau này anh có nghe được cái clip này thì anh quay đầu vào bờ, anh suy nghĩ những lời tôi nói. Tôi là tên Bảnh nghe anh Tấn. Anh nghe được cái lời tôi nói với anh, giao qua những lời này anh quay đầu vào bờ, anh đi lại đến công an anh đầu thú đi, chứ anh đừng có trốn trách nhiệm nữa. Còn dì 10 với dì 5 phải gấp rút ra đôn đóng cho anh Tấn phải quay đầu vào bờ, anh Tấn còn đường sống. Mà để giấu giếm quanh co thì có một ngày nó cũng phải lòi ra thôi nha. Anh coi một cái clip này thì anh sẽ hiểu những lời gì em nói đó, không có quanh co chối cãi được. Con nói mẹ nghe nè, cái gì cũng vậy, sự thật là cho nó ra sự thật. Vợ mình đầu óc tay gối mà nở lòng nào làm như vậy rồi thì thay gì á, người ta đi tới công an đầu thú đi, cần gì điện gia đình lợi cho thủ tiêu mà dục chị xuống ngoài sau lái á, mà dám chỉ đi đường mũi. Dám chỉ người ta đi hướng lên kiếm chứ không cho đi hướng xuống mà. Tại vì chị Hà nói là chị Hà là nằm đó, là chị Hà không phải là không có lên nổi được. Tại vì chị á, cho một điềm chim bao giấc mơ là
con gần 3 tiếng đồng hồ con mới thức nổi. Con ngồi con mới nói với chồng con, nói anh ơi sao mà em nằm thấy cái điềm chị đó kỳ quá à. Chồng con ổng cũng nói chung là không tin vậy đó. Nhà con thờ phượng thì rất nhiều. Con nói là nếu mà mình nói ra cái chuyện này được hay là không mình có suy nghĩ chứ, nhưng mà mình đi tìm công lý cho chị. Nếu bữa nay con không gặp mẹ thì ngày mai con sẽ gặp. Mà ngày mai con không gặp, ngày mốt con sẽ gặp mẹ được. Tại vì cái chuyện chết oan chết ức này phải đi tìm, chứ không phải để mà cho trôi qua được. Nếu bỏ anh Tứng trôi qua cái vụ này là mai mốt anh Tứng càng làm hơn nữa, làm chuyện lớn lao hơn nữa. Cái chuyện này vợ con trong gia đình mà đầu ấp tay gối anh nở lòng nào anh xuống tay với chị Hà như vậy. Dù cho anh có hỏi bao nhiêu tiền bấy nhiêu, thấy chị Hà xức tiền ra làm anh làm khổ chị rất là nhiều rồi, nhưng mà đáng lẽ anh dừng chân lại, anh quay đầu vào bờ lo làm ăn với chị mới phải, chứ đâu có đánh đổi mà anh phải giết chị. Dù cho anh cỡ nào anh là một người chồng, anh sẽ đứng lên nghị lực cánh sinh đứng lên đặng nuôi con. Anh không nuôi con mà không lo cho vợ mà anh đành lòng anh giết vợ như vậy đó, đi ra pháp luật. Nếu anh không giết vợ anh là tôi chịu ở tù thế anh. Cái đó là tôi cam đoan tại đây cho anh biết luôn nha. Anh nghe cái clip này đi, rồi anh về tới gia đình của em anh tìm, thì anh có gặp, cần gặp em ra quán cà phê em vẫn gặp anh luôn. Em chịu ăn chịu nói nha anh Tứng, nhưng em bức xúc dữ trời lắm, lên động cộng mạng là em bức xúc dữ trời mà em không có biết chữ, nhắn tin những chuyện gì với anh. Thôi bây giờ có mấy anh đây, em gửi lời nhắn nhủ lại cho anh. Bây giờ anh mau mau đi ra đầu thú á, thì anh nhẹ tội. Còn anh càng chối cãi quanh co, dù anh lo cỡ nào đi chăng nữa đầu mối anh Bịch không có được đâu. Người chết người ta rất là linh nha, anh sống vậy chứ anh làm ăn cũng yên ổn đâu. Anh sẽ ám ảnh cuộc đời anh. Thế nên anh đã, người ta đã chết rồi mà anh còn dồn người ta vô như vậy đó. Rồi dồn như vậy rồi anh thảy nặng xuống sông xuống đìa vậy đó, rồi anh chỉ cái hướng đi tầm bậy không à. Rồi anh chửi mấy anh mà YouTube này, anh chửi người ta, rồi anh thách đấu người ta, anh làm như vậy đúng không? Đó, cái này người ta đi tìm công lý cho vợ con anh và cho anh luôn, chia sẻ nhau để cho anh còn sống. Anh còn sống trên trần gian này, anh còn nuôi con anh được. Dù bao nhiêu tiền anh tạo không ra cuộc sống của mình đâu nghe anh Tứng. Anh sẽ hiểu em nói nha. Anh hiểu em nói mà anh cứ nhìn ngay mặt em luôn, em cũng chẳng sợ anh đâu. Tại vì anh làm nên quá bậy rồi. Phải chi anh á, đổ nợ đổ nần anh về giờ. Anh kêu mẹ anh đi, bây giờ anh sợ chị Hà đi. Mẹ ơi bây giờ con khổ quá, mẹ vợ con không cho con tiền. Mẹ nói nhỏ nhỏ cho trả nợ cho con đi, mẹ con quay đầu vào bờ. Cái đó là không bao giờ là anh có tội tình gì đâu. Cái này anh cố ngoan cố mà. Giết người là anh phải ra tòa tội, ra tòa, ra tù ha. Anh giết người là không bao giờ anh trốn tránh được. Cây kim ở trong bọc á, một ngày nó sẽ lú ra. Dù anh đi tới đâu, chân trời góc biển nào á, là anh sẽ cũng mắc cái tội hết. Tại vì anh giết chị mà. Rồi anh lôi cuốn gia đình anh thêm nữa. Rồi dì Mười với dì Năm với cái cậu gì đó, không biết gì cũng lôi cuốn theo nữa. Đáng lẽ mấy dì biết chuyện á, mấy dì trước khi chị Hà chưa quăng với xong đó, là mấy dì điện về đây cho người ta hay nè. Ờ bây giờ hai vợ chồng đánh lộn lỡ tay con Hà nó chết vậy đó, thì thôi chị hay dì bác gì đó đừng có buồn. Thôi giờ mình chia sẻ với nhau, mình làm đám cho nó đi, rồi qua đám mình tính. Cái đó mới phải đạo làm người. Cái này dì Mười nè, không có bao giờ mà phiên lơn mà dì Mười đi tới chỗ cái đám ma người ta mà dì Mười còn buông lời. Dì Mười nói là dì Mười thương chị Hà của con. Không có thương đâu. Dì Mười thương là chị Hà đâu có xuống sông. Nếu dì Mười thương là chị Hà đâu có xuống sông. Thương là không có xuống ba dòng sông đó. Thương là còn ở trên, nằm ở trên xà lan của chị rồi. Thương gì mà cái két sắt banh chành ở trên là thương cái kiểu gì. Chị dì thương cái đó là dì tranh giành đoạt lợi, tranh giành tài sản của chị Hà cực khổ từ bấy lâu nay. Từ ngày có chồng giờ nước mắt chan cơm chưa được ngày nào vui vẻ. Nhưng mà nói trước có cho dì Mười với dì Năm với cậu biết đó, là đi ra đầu thú đi. Con chẳng có sợ cái gì đâu nghe. Nhưng mà người ta đã đi tới gia đình rồi là dì không có trốn được nha. Dắt người ta tới gia đình rồi dì trốn không có được đâu. Đó, rồi, dắt người ta trốn rồi không có được. Nói chung là mình chia sẻ nhiều cũng được rồi. Mẹ bà nghe nhiều quá thì tội cho bà lắm. Thì nói chung là hai xin cũng xin đại diện cho mẹ. Nói chung mẹ con lúc này thì lời ăn tiếng nói mẹ cũng gói lắm. Thì trước hết là cảm ơn chị ở tận Cà Mau. Lên đây thì chung là một tiếng nói của chị để tìm lại sự công bằng. Thì A Xin thay mặt mẹ cảm ơn chị nha. Rồi chút nữa thì mẹ và A Xin sẽ đưa chị lên trên nhà để chị thắp cho em Hà nó nha. Rồi A Xin cảm ơn chị. Dạ chào anh. Thì nãy giờ anh em mình ngồi đây rồi cũng có nghe qua chị ở tận Cà Mau chia sẻ. Rồi còn anh ở tận Sóc Trăng. Đúng. Thì anh tận Sóc Trăng anh chạy xe Honda lên tới quán cà phê của con đó mẹ, đợi con mấy tiếng đồng hồ tại vì con đi công việc.
đợi con mấy tiếng hồ rồi kể cả chị đây đợi nguyên ngày hôm qua luôn, đợi nguyên ngày hôm qua rồi ngủ lại khách sạn sáng lại gặp con. Thì nãy giờ anh với chị đây cũng đã nghe rồi, anh có lời nào gửi đến cho mẹ cũng như là anh sưởi ấm lòng của mẹ một ít thôi ha, rồi, anh. Rồi, xin mời anh. Dạ. Con này ở Sóc Trăng nhưng mà con bữa nay là trước nhất á là thăm bác hai, kế đó là thắp cho cô Hà nén hương. Dạ. Tại vì con thấy chuyện nó bức xúc quá nhưng mà mình chỉ góp ý cái chuyện gì, ví dụ như nhầm khi người này bình luận này thiếu, còn thiếu cái này thiếu cái kia, ví dụ ta bình luận nhiều quá nhưng mà còn thiếu một cái. Yeah. Nhưng mà con thấy là cái ghế ngồi lái đó là nó bị mớp một bên, thì con nói ủa sao ngộ cái ghế ngồi lái đằng trước. Dạ, ghế ngồi lái đằng trước trong bồn lái mớp bên tay trái. Dạ. Thì con nói cái này là trừ ra sâu sát, tại ghế nóc không bao giờ ngã, ghế đó đâu ngã được. Yeah. Ghế con là chạy xà lan 20 năm rồi mà. Anh chạy xà lan 20 năm. Con ở bên Cải Dầu, bên Châu Phú bên đó. Con về dưới lập nghiệp là mười mấy năm nay. Yeah. Bây giờ con cũng vẫn có hai chiếc ghe con đi bơm cát. Yeah. Trời ơi, con mà nuôi con chó ra đường mà xe đụng chút xíu mà con còn vô bồng đi bác sĩ chích thuốc. Mà thấy chết chịu quan ức quá. Yeah. Vợ con bể đầu gối 2 năm nay. Con tăng hưu còn hơi chiếc ngỏng nữa. Có đâu mà chết ra trời. Sao vậy mà cào được luôn. Yeah. Chìa. Cái đó là nguyên một cái đường quốc lộ luôn, không còn là kẻ hở. Yeah. Không lẽ nó cào được sao ta? Không lẽ nó cào được sao ta? Dạ. Yeah. Chính xác. Ngay trên chỗ gớt. Dạ. Yeah. Thì con chủ yếu là con lên đây một, tại vì khi trước khi em coi cái clip của anh Asin rồi trước khi coi nha. Dạ. Chưa có vớt được con Hà. Dạ. Em thấy có một xác người phụ nữ chết nằm úp mặt cũng y gan vậy, là ngay cái khúc cầu Dầm Cống em. Dạ. Mới nó kể giờ em nói ủa sao tôi thấy kỳ quá, bà nói chắc ông ngủ rồi bị ma đè. Vài bữa cái ông bạn nói mày có coi cái vụ mà té xà lan 10 ngày nay chưa vớt chưa, bật lên thì tới theo dõi tới ngày thứ 12 thì vớt được, thì sao cái xác nó y gan vậy. Dạ. Yeah. Nó ủa sao bà ơi sao y gan như điện chim bao tôi vậy, mà cái gì em thấy là lại quay vài bữa có. Yeah. Thì con cũng không có nói gì nhiều, con chỉ trước nhất con thăm bác hai, sau đó cái tâm tư nguyện vọng con á, con về thăm má con mấy lần rồi, con qua đây con không có dịp qua. Dạ. Dạ. Vậy là con có bấy nhiêu lời thôi chứ không có nói gì nhiều. Dạ. Yeah. Thì em cũng xin thay mặt cho mẹ nuôi. Yeah. Của Asin là mẹ ruột của em Hà, cảm ơn anh với cái tấm lòng của anh từ ở Sóc Trăng, anh đi xe Honda lên tới đây cũng rất là xa. Đó là một cái tấm lòng giữa con người đối với con người, thì ai xin rất là cảm ơn anh ha. Yeah, yeah. Thì xin thay mặt gia đình cảm ơn anh, mẹ nắm tay hai người cái cho nó tình cảm. Yeah. Cho nó bây giờ nói chung là cái tình thương của cả thế cả giới, cả thế giới, cả cộng đồng đều thương yêu mẹ. Thì mẹ cố gắng lên, con lên đây mẹ cố gắng lên đi, rồi con chúc được hai đứa cháu đó dù đi gần không còn mẹ, không còn chế Hà nhưng mà vẫn còn bà ngoại, kể cả với còn cậu. Thì thôi bây giờ núm níu ngoại đi, trước tiên núm níu ngoại đi rồi sau núm níu cậu nha, rồi cho cháu được học nên người là con mừng rồi bé nhiêu đó thôi. Đó thì tất cả cô dì chú bác anh chị em mình cũng vừa nghe xong, là hai anh chị cũng ở khá là xa lời thăm gia đình của chị Hà cả nhà ha. Nói chung mọi người cũng khá là bức xúc về cái vấn đề này, cũng muốn lời hỏi thăm gia đình của chị Hà, thậm chí là các con của chị Hà ăn học như thế nào. Thì quý vị cũng biết những thông tin tụi em đưa lên cũng nhằm mục đích để quý vị và các bạn mình cùng nhau tham khảo, chứ hiện tại thì tụi em cũng chưa nhận định là ai đúng sai ha. Thì cái đúng sai cũng chờ đợi từ phía bên cơ quan chức năng ha cả nhà ha. Thôi em cũng xin kết thúc cái video ở đây, em xin chào và bye bye quý vị, bye bye.